Trong bộ Meeting Vấn Đáp có nói Đức Phật không có thầy tế độ, tự ngài tìm tòi và khám phá ra chân lý và con đường giải thoát, tu tập giải thoát. Vậy thì từ lúc còn là Bồ Tát Ve Sanantara, ngài chưa biết về chân lý giải thoát, chưa biết chắc thực sự có con đường giải thoát, đường đi đến sự giải thoát tuyệt đối, mà ngài lại bố thí vợ con của mình như trong kinh có ghi là hướng đến ngôi vị chánh đẳng giác vậy ạ. Đây hai câu hỏi, sư trả lời từng câu ha. Đầu tiên là quý vị nên hiểu cái suy luận của Đức Phật khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ như thế này. Đầu tiên ngài nghĩ là hễ có khổ thì chắc chắn là nó sẽ có cái sự chấm dứt khổ nha. Và cái sự chấm dứt khổ này muốn đạt được nó thì không thể nào đạt được bằng các ác nghiệp được, tức là những cái điều ác, thành ra phải làm các điều thiện. Thành ra đó, trong khi tìm cầu con đường giác ngộ, trong vô số kiếp ngài đã làm tất cả các việc thiện mà ngài có thể làm nhằm hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Thành ra ngài không biết, có thể là ngài không biết con đường tu tập, ví dụ như ngài không biết Bát Chánh Đạo, thì trong những kiếp đó đi chăng nữa thì ngài vẫn có cái suy luận như vậy. Do đó đó ngài mới có thể vung bồi các cái thiện pháp. Và ngài biết là thế nào nó cũng phải có một cách nào đó đưa đến sự giác ngộ giải thoát khỏi những cái khổ, khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Ngài biết chắc chắn là có, nhưng mà bằng cách nào thì ngài chưa có, chưa biết. Và trong những cái kiếp trong những kiếp mà ngài xuất gia tu tập nơi vị Phật quá khứ, đầu tiên quý vị nên lưu ý là những kiếp đó rất là hiếm, rất là hiếm nha. Và trong những kiếp hiếm hoi đó thì do ảnh hưởng của lời nguyện của ngài, do ngài nguyện thành một vị chánh đẳng giác, cho nên ngài không đi những cái bước cuối cùng của con đường tu tập. Tức là ví dụ như con đường đó nó có 10 bước thì đến cái bước cuối cùng, bước một bước nữa là thành thánh nhân, nhưng mà ngài không có bước. Cho nên cái kinh nghiệm mà bước cái bước cuối cùng đó ngài không có. Còn trong kiếp chót, thì không có một chú giải nào nói rằng ngài nhớ đến cái phương pháp tu tập của các kiếp quá khứ, mà chỉ có vào đêm giác ngộ trước đó thì ngài tự ngài tìm con đường giác ngộ riêng cho mình. Và trong cái đêm giác ngộ, ngài nhớ, ngài mới bắt đầu ngài nhớ rõ là trong những kiếp quá khứ ta đã từng ở những kiếp như thế này, ta đã từng có tên tuổi như thế này, ta đã từng làm các việc như thế này, và ta đã từng tái sanh như thế này nha. Và nhờ cái sự quan sát đó, đương nhiên ngài cũng không cần phải quan sát coi là hồi xưa ở cái kiếp mà mình từng tu tập ở vị Phật quá khứ mình đã tu như thế nào để vị đó lặp lại, cái chuyện đó không cần, không cần thiết. Bởi vì vị đó tự tin do lời nguyện của ngài đó, ngài tự tin tự mình có thể làm được, chứ không cần phải nhớ tới quá khứ mình đã làm như thế nào. Thành ra đến canh ba ngày chứng lậu tận minh, tức là tự mình giác ngộ không cần thầy. Tức là ngài không cần phải nhớ đến những vị Phật quá khứ đã thực hành như thế nào. Ngài không cần nhớ. Ngài không cần nghĩ đến. Ngài không cần. Bởi vì do lời nguyện của ngài và do công hạnh của ngài, và ngài có tự tin tự mình có thể làm được. Ha.